tại An Giang, cây thốt nốt thường được trồng ven bờ đê, đường mòn hay ven hàng rào. Đa số các cửa hàng tại đây đều bày bán đủ đa dạng các sản phẩm từ loại cây này, từ đường thốt nốt, nước thốt nốt tươi cho đến trái, cơm và thạch thốt nốt. Đặc biệt, người dân tại đây còn sử dụng thốt nốt để làm những món ăn truyền thống như bánh bò, chè đậu hay bánh da lợn và bánh ít. Gọt gà rồi mình ướp đường, mình đông đá, rồi gỡ đi. Hiện tại, thốt nốt An Giang còn được thương lái thu mua và cung cấp đến thị trường của nhiều tỉnh thành. Điều này giúp quý khán giả có thể dễ dàng chọn mua các sản phẩm từ cây thốt nốt để thưởng thức hoặc làm quà biếu tặng bạn bè và người thân.